Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về cảm nhận sau 3 tháng, khoảng 3 tháng mình nuôi con hamster bia lông xù này nha các bạn. Đó. Thì hôm trước mình đã có nói với các bạn là mình sẽ làm riêng một cái video về con hamster bia lông xù của mình. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về cảm nhận sau 3 tháng mình nuôi con hamster bia lông xù này. Đấy, và các bạn lưu ý là hamster bia lông xù nha. Còn mấy con chuột hamster bia lông xác thì nói chung là mình đã làm rất là nhiều video rồi. Đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua cái danh tính cũng như là cái nguồn gốc của hamster, cái con chuột hamster mà hiện tại mình đang nuôi nha. Con chuột hamster lông xù này hiện tại mình đang nuôi á là không phải là mình mua nha các bạn. Thì cái con này là hôm trước là chị khách của mình chỉ có nuôi hai con, một con lông xác mình để dưới nhà với lại một con lông xù này. Đấy, thì chị nuôi hai con nhưng mà chị chán nuôi hamster bia rồi và chị muốn đổi qua cái dòng chuột hamster nhỏ chị nuôi. Chị đã nuôi Campbell hay là Robo gì đó. Thì chị đổi với mình, với lại với mình hình như là hai bịch cát bút đi, với lại hai bịch thức ăn hay là gì đó. Nói chung là cũng khá là lâu rồi, mình không còn nhớ. Thì nói chung là mình đổi với chị đó là thức ăn, vật dụng nha, với lại hai con chuột bia. Đấy, thì nói chung là con này mình thấy cũng tội các bạn. Mới ban đầu là mình chỉ dự định lấy con lông xác thôi các bạn, nhưng mà mình chị đó nói là lấy luôn con lông xù này đi. Đấy, mình thấy con này cũng khá là, mình thấy cũng tội tội sao các bạn, cho nên là mình lấy luôn hai con đó. Và hiện tại mình đang nuôi hai con bia, một con lông xác và con lông xù. Và con này là con đực nha các bạn. Đấy, nói chung là hiện tại giờ nguyên một dàn chuột của mình nuôi là toàn chuột đực không đó, không có một con nào được chuột cái hết. Rồi, và về màu sắc đó, thì bây giờ mình sẽ bắt con này ra cho các bạn xem. Đấy, bắt hamster bia cũng là một nghệ thuật nha các bạn. Một tí nữa mình sẽ hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể bắt những con hamster bia này, bắt làm sao mà cho nó không bị cắn nha. Đó, còn những bạn nào mà biết bắt hamster bia rồi thì các bạn có thể bắt bình thường rồi. Và mình thấy có khá là nhiều bạn chưa biết bắt á, cho nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau nha. Rồi, về màu sắc cái con này thì mình không biết đây là màu gì các bạn. Đấy, nó đốm đốm cam mà cũng có màu đen nè, hai cái đôi tai nó màu đen đen nè các bạn. Rồi màu trắng nè, đa số là màu trắng nhiều nha, lại đốm vàng đồ, mắt thì mắt màu đen nha các bạn. Hiện tại mắt nó bị gèn các bạn, mình đang nhỏ thuốc nhỏ mắt cho nó đó, cho nên là nó hơi ướt, bị phần lông chỗ này nó ướt một tí đó. Con này mắt đen nha. Đó, rồi thì cái màu này mình không biết màu gì, tại vì hiện tại hamster thì người ta cho like rất là nhiều, đặc biệt là hamster bia rồi đó, rồi màu tam thể, rồi đen đốm thì nói chung là rất là nhiều màu. Mình không rành về màu gì lắm, các bạn nào biết có thể bình luận ở phía dưới cho mình nha. Cảm nhận sau 3 tháng mà mình nuôi cái con chuột này các bạn, thì mình thấy thì nó cũng nuôi thì nó cũng tương tự như những con chuột khác đó các bạn, cũng như nuôi cũng như tương tự như con chuột nhỏ thôi. Đó, nó cũng khá là dễ nuôi, vẫn cho nó ăn thức ăn ngũ cốc cũng như là mấy con chuột kia thôi. Bình nước đồ thì cũng để bình thường. Đặc biệt là mình có để thêm một chiếc queo với lại nhà cho nó chơi nè. Đấy, mình để hai món đồ này tại vì mình thấy là nó thích, rất là thích chơi queo các bạn. Và buổi tối nó chạy queo rất là nhiều. Đó, cho nên là mình để hai món đồ này. Nhà thì buổi tối nó, buổi sáng nó sẽ chui vào đây nó ngủ. Đó, hôm trước mình có làm một cái nhà cho nó nè. Đó, một cái nhà này thì khá là to nha. Đấy, và mấy hôm nay thì nó chơi, nó vô đây nó ngủ thôi chứ nó chưa có cắn các bạn. Mà không biết giờ khi nào nó cắn nữa. Về cách chăm sóc rồi thì mình thấy cũng khá là dễ các bạn, cũng khá là dễ nuôi á. Đặc biệt là cái con chuột của mình á, con này nè, nó uống nước khá là ít, hai con bia luôn, con bia lông xù phía dưới cũng vậy. Uống nước khá là ít, vì thế là mình thay bồn cưa cho con này thì mình đỡ mất công thay hơn thôi. Đó. Còn những con chuột của bạn nào mà nó uống nước nhiều á thì cũng tùy theo con nha các bạn, có con nó uống nước rất là nhiều. Đó, mấy con chuột nhỏ dưới nhà mình đó, nó uống nước rất là nhiều thì mình thường xuyên mình thay, khoảng 2 ngày mình thay một lần thì nó sẽ không hôi. Còn đối với những con mà nó đi tiểu vệ sinh, đi tiểu ít như con này á thì mình sẽ hạn đỡ phải thay lốc chuồng hơn thôi. Đó, mình sẽ tiết kiệm được chi phí phần lốc chuồng nha các bạn. Rồi, còn về tính tình con này thì con này nó khá là hiền nha các bạn. Nó khá là hiền luôn, nói chung là rất là hiền luôn. Từ bữa nuôi tới giờ thì nó chưa cắn mình lần nào hết. Và khi mà hamster bia mà nó cắn là các bạn biết rồi đó. Đó là lấy máu lấy thịt luôn nha. Đấy, vì thế là các bạn phải lưu ý là nựng với nó hoặc là chơi với nó thì phải nhẹ nhàng thôi. Đừng có bóp nó mạnh nha, bóp nó mạnh nó hết hồn một cái là nó xoay qua nó táp bạn liền. Đấy, nó táp là các bạn phải đi thoa dầu bằng băng keo luôn á. Thì răng của mấy hamster bia các bạn là biết rồi. Đấy, dành cho những bạn nào chưa biết răng của hamster bia nè. Đây. Đó. Nó chỉ có 4 cây thôi mà 4 cây rất là lợi hại nha. Đấy, nó mầm phập các bạn một cái là coi như là lấy máu luôn á. Đấy, các bạn cần lưu ý khi mà vuốt ve cũng như là bắt con này nha. Rồi, và cái điểm đặc biệt mà mình nuôi con hamster bia này đó chính là cái bộ lông của nó. Đó, cái vẻ đẹp của nó là về cái bộ lông. Nó đặc biệt hơn những con chuột khác là cái bộ lông của nó khá là dài. Và nó mọc dài theo mình nghĩ là nó mọc cỡ này là hết nha các bạn. Đó, không biết là nó có mọc dài nữa hay là không. Thì theo mình thấy là mình nuôi 3 tháng qua thì lông nó mọc cỡ này là hết nha. Đó, mới khi
mình mới lấy của chị khách về nuôi á, thì cái phần đuôi nè, phần lông đuôi nè, thì chị khách chị thấy nó gọi là hơi xấu xấu, sau đó chị cắt đó, cho nên là mình nuôi một thời gian khoảng 1 tháng mấy 2 tháng thì nó mọc ra lại các bạn. Đây, đây là phần lông đuôi. Thì theo mình nghĩ á, là các bạn đã nuôi chuột hamster lông xù rồi thì cái vẻ đẹp của nó là được thể hiện qua bộ lông đấy, vì thế là các bạn đừng có cắt lông hoặc là cạo lông hoặc là tỉa lông gì hết trơn á, các bạn cứ để cho nó mọc xù tự nhiên như thế này thì nó sẽ rất là đẹp. Còn các bạn nào mà thấy nó bùm sùm bề xề quá, nó thấy nó dơ dơ quá thì các bạn nuôi lông xác cho nó sạch nha. Lông xác thì các bạn chăm nó cũng đơn giản hơn, lông của nó thì nói chung là không có xù, các bạn không có cần vuốt ve gì hết đó. Bạn nào mà không thích lông xù các bạn cứ nuôi lông xác đi, còn bạn xác định nuôi lông xù thì các bạn phải để cho lông nó mọc tự nhiên như thế này đấy, cho lông nó càng xù càng tốt, mọc dài càng dài càng tốt thì các bạn sẽ thấy nó khác rất là đẹp luôn đó. Như con này thì con này mà các bạn nuôi á thì các bạn lưu ý là các bạn đừng có để cho nó bị bệnh tiêu chảy nha, vì bệnh tiêu chảy là các bạn phải gọi là chăm rất là cực luôn, tại vì bệnh tiêu chảy là nó sẽ ướt hết cái phần lông mông của nó nè đó, và nó sẽ khá là dơ luôn á, tại vì lông của nó khá là dài nha các bạn. Thì để mà hạn chế việc cái bệnh tiêu chảy của mấy con chuột này á, thì các bạn đừng có cho nó ăn rau nhiều nè, hoặc là ăn phô mai đấy, thì hạn chế mấy cái đồ mà có sữa hoặc là có chất rau được nhiều á, thì các bạn đừng có cho nó ăn nhiều. Các bạn cũng cho nó ăn nhưng mà ít thôi nha, chứ không phải là mỗi ngày mỗi cho nó ăn nha, khoảng một tuần bạn cho nó ăn lần hai lần thôi là ok. Còn các bạn cho nó ăn nhiều là nó sẽ rất là dễ bị bệnh tiêu chảy, và bệnh tiêu chảy thì mấy con này cũng khá là khó trị á, các bạn phải mua thuốc cho nó uống nữa. Rồi, và còn về cái phần mà thông minh của mấy cái con bia này đó, thì mình thấy bia lông xù với lông xác thì cái tỷ số IQ của nó cũng ngang nhau các bạn. Con này thì nó khá là khôn nha các bạn. Đó, nó khôn cái là nó đào tẩu rất là nhanh luôn. Đó, mình mà mở cửa như thế các bạn, mà buổi tối nha, buổi tối tối á mà mình mở cửa thấy là nó giọt ra liền. Đây. Đấy. Đó, mình mở cửa thấy là nó giọt ra liền nè. Đó, 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 đó. Thấy không? Đấy. Là cái cửa này nói chung là mình cũng đã mua cho nó một cái lồng, một cái khóa ở đây nha các bạn, khá là chắc chắn nha. Còn những bạn nào mà mua cái cửa, mua chuồng mà có cửa kéo lên kéo xuống á, mà không có đồ khóa thì các bạn nuôi bia này các bạn phải kiếm cái gì đó các bạn móc vào cho nó chắc cái cửa. Để thôi là con bia nó biết mở cửa lên nó chạy nha các bạn. Đấy, các bạn lưu ý điều này. Rồi, còn về đồ chơi cho mấy con này thì nói chung là đồ chơi với lại lồng á, thì nói chung là mình cũng có một cái lời khuyên cho những bạn nào mà chuẩn bị nuôi hoặc là suy nghĩ là muốn nuôi cái dòng chuột hamster bia này đó, dòng chuột hamster bia nói chung và cái con chuột hamster lông xác nó riêng á, các bạn lưu ý là các bạn phải đầu tư một cái chi phí nó khá là nhiều, có thể là nói là gấp 2 hoặc là gấp 3 lần các bạn nuôi dòng chuột nhỏ. Vì sao? Vì cái chi phí mà đầu tiên các bạn nuôi là các bạn phải mua một cái lồng nó phải rộng để cho mấy con chuột này, nó thứ nhất các bạn có thể để được những chiếc queo to như thế này vào cho nó chơi nè, thứ hai là chén ăn nó cũng phải rộng hơn nè đấy, thứ ba là các bạn phải để những chiếc nhà nó cũng rộng hơn, to hơn, nói chung là gấp đôi, cái gì cũng phải gấp đôi hoặc là gấp hai những con chuột nhỏ hết đó. Vì kích thước size của hamster bia này khi mà nó lớn thì nó khá là to nha các bạn, đặc biệt là những bạn nào mà nuôi nó ú nữa thì nó càng to nữa đó. Thì thế là các bạn phải đầu tư đồ đấy, chuồng nè, đồ chơi cũng như là nhà nó sẽ to hơn đó, thì các bạn phải bỏ ra một cái chi phí nó khá là nhiều đó, có thể là gấp 2 và là gấp 3 khi mà các bạn nuôi những con chuột nhỏ luôn. Còn những bạn nào á mà không có tiền nhiều, không có kinh phí nhiều để mà các bạn có thể chi ra cái tiền để mua lồng rồi đó, hoặc là mua chuồng rồi đó, hoặc là mua đồ chơi rồi đó, thì tốt nhất là các bạn đừng có nuôi hamster bia luôn, các bạn có thể mua những cái dòng chuột nhỏ các bạn nuôi thì nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Đối với những bạn nào học sinh rồi đó thì các bạn có thể suy nghĩ lại ha. Còn các bạn nuôi một con chuột như thế này mà các bạn để cho một chiếc lồng nói chung là chật hẹp, mình thấy có nhiều bạn nhắn tin cho mình đó là các bạn nói là cái chuồng khoảng đâu đó là 25 cm thì có thể nuôi được bia hay là không, thì nói chung là không nha các bạn, không thể nào mà nuôi được con bia mà trong một cái chuồng mà dài khoảng 25 cm cả đấy. Các bạn để chưa được một chiếc queo cho nó chạy nữa thì làm sao mà các bạn nuôi nó lâu dài được đó. Thì các bạn lưu ý là nếu như mà các bạn không có kinh phí nhiều thì các bạn nuôi những dòng chuột nhỏ thôi, và chừng nào có kinh phí nhiều thì các bạn đầu tư nuôi chuột hamster bia sao đó, chứ không phải là các bạn thích cái dòng chuột đó hoặc là cái con vật đó các bạn nuôi liền, các bạn mua về nuôi liền, nuôi liền thì chi phí mà các bạn không có đủ, các bạn không có chi phí nhiều để mua chuồng nữa rộng rãi á, thì dẫn đến là vô tình là các bạn sẽ hại đến cái con chuột của bạn đó, vô tình là các bạn sẽ hành hạ cái con chuột của bạn đấy, trong một cái lồng mà nói chung là chật chội đâu đó, nó không có đồ chơi rồi cho nó chạy á, thì nó sẽ dễ bị bệnh và nó bị chết, thì nó sẽ chết rất là nhanh nha các bạn. Đấy, các bạn lưu ý điều này giùm mình. Mình thấy có rất là nhiều bạn mua hàng bên mình á thì hỏi về chuồng, mình nói chung là mình bạn đưa ra một kích thước rất là nhỏ mà nuôi trong đó là các bạn đòi nuôi là toàn bia với lại 2-3 con chuột loại dòng nhỏ thôi à. Đó, thì mình thấy khá là chật luôn. Và kích thước tối thiểu để mà các bạn nuôi một cái con chuột bia này nha, thì cái lồng này nó dài khoảng đâu đó là 46-47 cm các bạn, khoảng đó nha. Thì kích thước tối thiểu thì các bạn phải đâu đó là khoảng 30
đó, khoảng 30 đến 35 cm là bì dài nha các bạn. Đó là bì rộng đó, thì kích thước là kích thước tối thiểu để mà các bạn có thể nuôi được một con bia. Còn đối với cái lồng này thì các bạn có thể nuôi hai con là bình thường đó. Nhưng mà cái con kia cái mình cũng là một con đực các bạn, ở dưới mình có một cái con chuột lông xác đó, thì mình để chung hai con cắn nhau, vì thế là mình để riêng nha. Còn nếu như các bạn để chung hai con mà nó cắn nhau thì tốt nhất các bạn tách ra nha, đừng để chung, nói chung là nó cắn rồi chảy máu rồi nó bị vết thương rồi nhiễm trùng rồi các thứ, cái kiểu nó chung rất phức tạp. Rồi còn về cái phần lót chuồng á thì hôm trước mình cũng đã nói về cái phần lót chuồng rồi, thì đối với bia thì các bạn lót mùn cưa hoặc là lót gỗ nén đó, hai cái loại lót đó thì mình thấy hợp lý đó, vậy đối với lại bia. Còn cát sang rồi thì hamster đi tiểu rất là nhiều, bạn mua cát sang về xài nói chung là rất là hao luôn, vì thế là mình tốt nhất là bạn có thể xài mùn cưa hoặc là gỗ nén, thì hai cái loại đó. Đối với mùn cưa thì mình thấy nó hơi phức tạp, nó hơi phức tạp một tí là khi mà các bạn bắt nó ra đó các bạn. Khi mà các bạn bắt nó ra thì nó sẽ dính cái phần mùn cưa ở trên lông nó như thế này. Đối với những con chuột lông xác, ổ lông xù này nha. Đấy thì cái lông của nó sẽ dính cái phần mùn cưa thế này. Thì các bạn phải phủi ra, các bạn mới bắt nó ra chơi với nó được. Đó thì nó hơi gọi là phức tạp cái chỗ này một tí. Còn những bạn nào mà không muốn này, các bạn có thể khắc phục bằng cách là các bạn lót gỗ nén cũng được. Gỗ nén loại nhỏ thì nó sẽ thẩm mỹ hơn cho cái chuồng của bạn nha. Đó. Còn mùn cưa thì lót vẫn được, nhưng mà khi mà các bạn bắt ra chơi thì nó sẽ dính mùn cưa như thế này. Đấy nó khá là phức tạp chỗ này một tí. Còn các bạn nuôi lông xác thì các bạn lót mùn cưa cũng được, lông xác thì nó không có bị dính vậy đâu. Đấy, lông xác thì nó không có bị dính mùn cưa như vậy khi mà các bạn bắt nó ra đâu. Còn về thức ăn đâu thì mình cũng cho nó ăn thức ăn ngũ cốc như mấy con chuột kia thôi. Lâu lâu thì mình sẽ cho nó thêm ăn thêm thức ăn dặm rồi đó. Rồi bình nước rồi thì các bạn có thể, đối với bia thì các bạn phải để một cái bình ít nhất là 80ml nha. Đây là cái bình 80ml, con chuột mình nó uống nước khá là ít các bạn, cho nên là một tuần thì nó uống không hết bình này đâu. Còn đối với những chuột nào mà uống nhiều quá thì một tuần thì chắc chắn là các bạn phải chăm khoảng 2 bình cho nó uống. Đó. Còn các bạn nào mà làm biến thay bình nữa đó, các bạn có thể mua cái bình 125ml là cái bình đó là cho hamster bia nó uống một tuần rất là thoải mái luôn. Còn cái bình này nếu như mà có một chuột bạn mà uống nước nhiều á thì các bạn phải thay khoảng 2 lần nha. Coi, còn đồ chải thì phải mua queo loại to nha các bạn. Đây. Queo này thì đường kính nó là 15cm, hiện tại bên mình có bán luôn. Các bạn nào mua hàng thì inbox vào cho mình nha. Giá hình như là 56.000 một cái như thế này nha các bạn. Đó, nó có khá là nhiều màu, màu hồng, màu xanh, rồi màu trắng nữa, có màu trắng luôn nha. Đó. Rồi, còn lồng thì hiện tại mình cũng có bán luôn nha. Để quảng cáo một tí nha các bạn. Lồng như thế này hiện tại mình có bán luôn. Các bạn nào mà cần mua lồng thì có thể liên hệ mình qua Zalo hoặc là fanpage hoặc là qua web, tiếp qua web của mình để tham khảo giá và ảnh luôn nha các bạn. Rồi, và cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể bắt được hamster bia nha. Đó, bây giờ mình sẽ để con hamster bia này vào bình thường nha. Và một cái điều lưu ý cho các bạn, khi mà các bạn bắt hamster bia này để không bị cắn nha. Đó, không bị cắn nha các bạn. Tại vì con hamster bia này mà nó cắn một cái là khá là nguy hiểm. Đó, cắn một cái là các bạn phải chịu một cái vết thương khá là sâu, cũng như là bị chảy máu khá là nhiều luôn. Vì thế là các bạn bắt con hamster bia này, mình phải bắt một cái, nói chung là phải có một cái nghệ thuật một tí thì các bạn sẽ không bị cắn. Thì theo mình thấy đa số những con hamster bia mình đã nuôi qua thì cái phản xạ và tự vệ của nó rất là cao. Đó, thí dụ nó đang chơi như vậy mà các bạn đụng nó liền, đó thì nó sẽ giật mình nha. Đối với con này thì mình đã chơi với nó nãy giờ rồi thì nó không có giật mình nhiều. Còn đối với những con chuột nào mà nó đang ngủ chẳng hạn, tức đặc biệt là những con chuột mà đang ngủ thì các bạn tốt nhất là bạn đừng có đụng nó, đừng có bắt nó nha. Các bạn bắt nó là gì, nó sẽ phập, phản xạ tự nhiên là nó sẽ xoay qua nó phập các bạn liền. Đó, còn nó đang chơi như thế thì làm sao mà các bạn bắt nó được? Thì các bạn phải gọi là tiếp xúc gần với nó. Đó, các bạn có thể vuốt ve phần lưng này cho nó biết là ở sau là có người muốn bắt nó. Đó. Đó. Như thế này. Đấy, các bạn có thể vuốt ve như thế này nha. Đó. Rồi. Rồi sau khi mà nó biết là có người muốn bắt nó rồi đó thì nó sẽ không có phản xạ nữa. Đó. Và nó sẽ cho các bạn bắt từ từ. Đấy. Và các bạn bắt thì cái nói chung là các bạn phải bắt từ từ nha, chứ không thể nào mà chụp ếch hoặc là bắt nhanh được. Bắt nhanh thì nó hết hồn, thì nó sẽ xây qua nó cắn các bạn liền. Cái đó là điều hiển nhiên rồi. Đó. Và các bạn phải bắt từ từ nha. Đây, mình sẽ bắt thử cho đó thấy không? Mình đụng nhẹ thôi là nó sẽ hết hồn liền. Đó, đặc biệt là cái dòng hamster bia này cũng vậy, hamster xong xác không xù đều như vậy nha các bạn. Đấy, nó phản xạ rất là nhanh luôn. Đấy, mình phải bắt từ từ thôi, phải rút dây từ từ. Rồi các bạn bắt đó là các bạn bắt hai bên hông của nó nha. Đấy, các bạn cầm hai bên hông nó lên. Đó. Bế nó lên như thế này. Đấy, ok chưa? Đó, rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng luôn đúng không? Lên và rút dây nó. Rồi các bạn có thể để lên tay thế là rút dây nó, chơi nó bình thường thôi. Đó. À, đó là cách mà các bạn có thể bắt được hamster bia và hạn chế được cái việc nó cắn nha các bạn. Đấy, hạn chế rất là nhiều trong cái trường hợp mà nó xây qua nó cắn các bạn.
rất nhiều bạn bắt hamster bia mà bị cắn là do bắt rất hấp tấp đó, hoặc là bắt mà dạng như chụp ếch á thì nó hết hồn các bạn, nó xây qua nó cắn các bạn là đúng rồi đấy, các bạn phải gọi là tiếp xúc gần với nó, các bạn vuốt ve nó để cho nó biết là có người muốn bắt nó thì nó sẽ cho các bạn bắt từ từ thôi nha, chứ không có thể nào mà nhanh được. Còn đối với những con chuột nhỏ thì các bạn cũng nên bắt như vậy nha. Con chuột nhỏ thì nó cái phản xạ mà tự nhiên của nó thì nó sẽ ít hơn rất là nhiều so với bia, nhưng mà các bạn cũng nên bắt từ từ như vậy. Còn và bắt hai bên hông nha, bắt nó lên thì cầm hai bên hông như thế này đấy, bắt nó lên rồi để lên tay chơi đấy, rất là đơn giản đúng không. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha, và đó là những cái cảm nhận cũng như là một vài cái chia sẻ nhỏ nhỏ cho các bạn bắt được con chuột hamster bia này đấy. Và rất mong là các bạn qua video này thì các bạn sẽ có thêm một chút kiến thức gì đó về hamster bia lông xù đó, thì mình muốn chia sẻ cảm nhận của mình thôi, đây là cảm nhận riêng của mình thôi, dành cho những bạn nào mà chuẩn bị muốn nuôi bia lông xù á. Thì theo mình thấy bia lông xù thì hiện tại các bạn mua hàng bên mình á thì các bạn nuôi rất là ít, nuôi khá là ít luôn, đa số là nuôi lông xác là nhiều các bạn, lông xù mình thấy khá là ít bạn nuôi luôn đó. Thì nếu như các bạn yêu mến lòng cái dòng lông xù này thì các bạn có thể trải nghiệm thử, giá hình như là cũng khá là rẻ đó các bạn, 70-80 ngàn gì một đời đó một con thôi đó, các bạn có thể tìm kiếm trên các shop khác để mua nha đó. Thì lông xù nói chung là cái shop bán thì nó khá là hiếm nha các bạn, thì mình thấy khá là hiếm, đa số các shop người ta đều bán lông xù, đa số là các shop người ta đều bán lông xác là nhiều, còn lông xù thì rất là ít đó, các bạn có thể tìm kiếm thì nó có thể là hơi lâu và giá nó sẽ hơi cao một tí nha các bạn. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha, và nếu hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa cho các bạn xem. Thì mấy hôm nay thì mình đã cố gắng ra gọi là khoảng 2-3 ngày mình ra một cái video cho các bạn xem rồi đấy, rồi hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ những video tiếp theo của mình nha. Rồi xin chào các bạn và hẹn lại, bye bye.